Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh xin kính chào bà con. Cùng theo sự phát triển của các dòng máy ép cám, công ty Bình Minh cho ra đời dòng sản phẩm máy ép cám hoạt động theo mô hình mặt sàn quay quanh trục, sản phẩm máy ép cám viên S220. Máy ép cám viên S220 giúp bà con có thể phối trộn đa dạng các nguồn thức ăn có sẵn trong nông nghiệp như ngô, rau, bèo, cua, cá, ốc, bã bia trong cùng một quy trình để tạo thành những viên cám có giá trị dinh dưỡng tùy theo từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. Máy ép cám viên S220 được cải tiến từ dòng máy ép cám viên S150 với nguyên lý hoạt động mặt sàng quay xung quanh trục. Các nguyên liệu sẽ được nghiền ép và tạo thành viên cám. Với hệ thống dao cắt cám thực hiện nhiệm vụ tùy chỉnh độ dài ngắn của viên cám, nâng dao cắt cám lên, viên cám ngắn, hạ dao cắt cám xuống, viên cám dài, độ dài ngắn của viên cám dao động từ 0,8 đến 2 xăng. Điều này giúp bà con có thể tùy chỉnh theo từng loại vật nuôi của gia đình mình. Với hệ thống máy ép cám viên S220, mặt sàng có đường kính 22 xăng, máy có các loại mặt sàng 3 ly, 3,5 ly, 4 ly và 5 ly. Đi theo máy, bà con sẽ được lựa chọn một mặt sàng sao cho phù hợp nhất với vật nuôi. Máy sử dụng động cơ 5,5 kW của Việt Hùng, 100% dây đồng, dòng điện 380 V, toàn bộ hệ thống cối được đúc bằng gang và sử dụng hộp cầu số ô tô giúp cho máy hoạt động ổn định. Máy cho năng suất từ 250 đến 400 cân trên giờ, tùy vào nguyên liệu và mặt sàng. Viên cám ép ra, chắc, bóng và không bị vỡ vụn. Máy được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với đội ngũ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi xin cam kết về dòng sản phẩm này trên thị trường. Mua máy của công ty, bà con sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất. Bà con có thể đến trực tiếp công ty xem máy và mua máy. Đối với những khách hàng ở xa, công ty sẽ giao hàng qua đường bưu điện hoặc xe khách. Công ty có địa chỉ tại 281 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm, bà con vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 0946 249955 0911 754422. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, người bạn đồng hành của nhà nông.